Miss World 1995 tài trợ cho Miss Universe, netizen liền mỉa mai Mr. Nawaz, Ngọc Châu đang sai hướng. Ngay sau khi tiết lộ chi phí sản xuất Miss Universe 2022 với ước tính khoảng 300 triệu bạc, hơn 6,5 triệu đô la Mỹ, fan sắc đẹp tiếp tục đứng ngồi không yên khi chủ mới của cuộc thi công bố dàn tài trợ cực xịn sò. Theo đó, bà Anne, chủ mới Miss Universe vừa mới công bố danh sách 11 nhà tài trợ chính thức cho mùa giải lần thứ 71 diễn ra ở New Orleans. Trong đó có những nhà tài trợ quen thuộc như Moore World, nhà tài trợ vương miện chính thức cho cuộc thi trong những năm qua. Gây bất ngờ nhất là nhà tài trợ Swimsuit do Miss World 1995 làm chủ. Điều này khiến khán giả vô cùng hào hứng. Thậm chí nhiều người còn mang chuyện này ra mỉa mai Mr. Nawaz và cho rằng Miss Universe và Miss World xứng đáng là top 2 cuộc thi hoa hậu lớn nhất hành tinh vì có cách ứng xử văn minh. Được biết, Jacqueline Aguilera, Hoa hậu Thế giới 1995 sinh năm 1976 đến từ Venezuela. Ở tuổi U50, Jacqueline Aguilera vẫn đẹp say lòng người. Trước đó được bổ nhiệm làm giám đốc hình ảnh của Miss Venezuela. Nhiệm vụ của cô là làm mới hình ảnh cuộc thi, các thí sinh, những người chiến thắng khi xuất hiện trước truyền thông. Có thể nói cuộc thi Miss Universe 2022 đang đến rất gần, đại diện các nước đang ráo riết chuẩn bị những khâu cuối cùng để đến với đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh. Trong đó đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Châu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên gần đây Ngọc Châu và ekip vấp phải không ít tranh cãi liên quan đến bộ trang phục dân tộc chiếu Cà Mau. Có ý kiến cho rằng bộ trang phục này chưa đủ sức nặng để chuyên chở tinh hoa văn hóa dân tộc tại Miss Universe 2022. Còn nhớ năm 2016, đúng vào thời điểm lễ hằng chinh chiến Miss Universe, phía đơn vị nắm giữ bản quyền đã phát động cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàng Vũ 2016. Tiêu chí đề ra của ban tổ chức chính là không giới hạn độ tuổi tham dự, không gò bó về ý tưởng miễn sao phù hợp với thuần phong mỹ tục. Đánh bại rất nhiều thiết kế xịn sò, nàng mây của nhà thiết kế Thái Trung Tính đã về đích rất thuyết phục và theo chân Lệ Hằng đi chinh chiến. Mặc dù không chiến thắng giải thưởng Best National Custom, nhưng chính nàng mây đã mở đường khai lối để khán giả có cái nhìn thoải mái hơn về các thiết kế như bánh mì, cà phê phin sữa đá, kén em, bánh tét sau này. Đi qua nhiều mùa giải hoa hậu, cái bóng của nàng mây vẫn quá lớn và thậm chí đây còn được đánh giá là bộ trang phục dân tộc đẹp nhất của Việt Nam từng mang đi thi đấu tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Điểm tương đồng của chiếu Cà Mau và nàng mây chính là hai bộ trang phục này đều kể về một làng nghề truyền thống của vùng quê Việt Nam. Nàng mây là hiện thân của làng nghề truyền thống đang lát mây trai lá, trong khi đó chiếu Cà Mau là ca ngợi vẻ đẹp sự cần cù của những nghệ nhân làm chiếu. Nếu xét về bố cục và kỹ thuật dựng phong thì rõ ràng, chiếu Cà Mau có phong dáng khá hoành tráng và chặt chẽ, tức là không gây khó cho Ngọc Châu trong việc lắp ráp cũng như trình diễn, và chiếu Cà Mau cũng không sử dụng hiệu ứng đèn LED nên rất dễ tháo gỡ và hạn chế rủi ro trên sân khấu. Không hề có một sự so sánh về tính hơn thua giữa chiếu Cà Mau hay bất cứ một thiết kế nào khác, nhưng phải dành lời khen cho cha đẻ của thiết kế này, đó chính là tính nhất quán, từ bản sketch cho đến khi thành phẩm ra lò. Nhìn lại bản vẽ lúc nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt gửi đến ban tổ chức cũng như thành quả Ngọc Châu diện, fan cũng phải công nhận thiết kế ít xa rời bản gốc. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng chiếc chiếu mang hơi hướng tâm linh, khi diện lên người trở thành bộ trang phục để trình diễn trên sân khấu thì không phù hợp. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng hoang mang khi mới đây trên mạng xã hội lại lan truyền một thông tin cho rằng chiếu Cà Mau lại mang nét văn hóa Trung Hoa. Đây là điều tối kỵ khi so sánh trang phục dành cho Việt Nam để thi trong phần National Custom lại mang hơi hướng của một quốc gia khác. Sự trộn lẫn giao thoa giữa hai nền văn hóa còn thể hiện rất rõ ở phần cánh tay của bộ trang phục, còn có họa tiết là biểu tượng chữ thọ và trong tiếng Hán đó là văn hóa gốc của người Trung Hoa. Mặc dù phía ekip có phản hồi rằng chiếu Cà Mau vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện những chi tiết râu ria cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn phải và nên tính đến phương án bị trùng lập. Mặc dù cho có giải thích như thế nào đi chăng nữa, chữ thọ vẫn là tâm điểm của sự chú ý về phần nhìn. Ngoài ra chiếu cũng là một sản phẩm và Cà Mau là một địa danh. Nếu mang chiếu Cà Mau đi thi một cuộc thi sắc đẹp trong nước, nơi mà tỉnh Cà Mau đang có thí sinh tham dự và cô ấy khoác lên một bộ trang phục vùng miền như thế này có vẻ hợp lý hơn là mang chiếu Cà Mau đi quốc tế hóa tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh như Miss Universe. Thank you.